Xin chào quý khách hàng. Công ty Nagoya Việt Nam chuyên nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm máy công trình và phụ tùng uy tín chất lượng tại thị trường Việt Nam. Tất cả những sản phẩm của chúng tôi trước khi bàn giao từ tay quý khách đều được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra theo đúng quy trình nghiêm ngặt. Kiểm tra tổng thể, kiểm tra hoạt động của các hệ thống và kiểm tra vận hành máy. Kiểm tra tổng thể, hình dáng, khung thân vỏ, các trang thiết bị phụ kiện theo máy, hoạt động tốt, không móp méo. Số khung, số động cơ được đóng rõ ràng, đúng với đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải. Kiểm tra hoạt động của các hệ thống lái, hệ thống điều khiển, hệ thống phanh, hệ thống chiếu sáng đều được lắp đặt chắc chắn, đúng thông số kỹ thuật như thiết kế, hoạt động bình thường, ổn định. Hệ thống chuyển động, hệ thống bánh xe di chuyển êm ái, không bị kẹt hay rỉ dầu. Động cơ và hệ thống thủy lực hoạt động trơn tru, không có tiếng ồn hay hiện tượng lạ. Kiểm tra đồ dầu, tra mẫu phù hợp với chỉ dẫn của nhà sản xuất. Kiểm tra vận hành. Kỹ thuật viên thử xe kiểm tra trong buồng lái cùng các thiết bị liên quan. Máy sẽ được chạy thử và thực hiện các thao tác cơ bản, múc, đào, gấp, đảm bảo tất cả các hệ thống hoạt động bình thường và sẵn sàng làm việc. Sau quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ những tiêu chí về chất lượng và kỹ thuật, máy sẽ được vận chuyển và bàn giao đến quý khách hàng. Do vậy, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Nagoya Việt Nam. Máy đang chuẩn bị lên đường về với khách hàng tại Quảng Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!